Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Weisuwe Anime. Alice in Borderland là một trong những bộ truyện sinh tồn cực kỳ nổi tiếng, có thể sánh ngang với những bộ cùng thể loại như Bloom hay Kamisama no Itori. Ngoài việc tạo lập ra một thế giới với những luật sinh tồn cực kỳ đơn giản nhưng không liệt, nó còn có thể khắc họa được những cảm xúc của nhân vật khi làm tất cả chỉ để sinh tồn. Vậy thì hôm nay, sao chúng ta không cùng tìm hiểu xem thế giới không lối thoát này như thế nào nhỉ? Let's go! Trước khi phân tích xem thế giới này là gì, thì sao chúng ta không tóm tắt sơ qua về câu chuyện trước đã nhỉ? Câu chuyện kể về một chàng trai tên Arisu, một cậu học sinh vô dụng không thể hòa nhập xã hội này. Nếu so sánh với đứa em cậu, một học sinh đứng nhân lớp cùng với những kỹ năng hòa nhập xã hội, thì Arisu như một phiên bản lỗi của đứa em, cũng như không được gia đình đón nhận. Sau khi cùng với hai người bạn của mình trải lòng ngắm pháo hoa, thì bỗng nhiên cả ba bị dịch chuyển đến một thế giới khác, nơi mà để sống thì họ buộc phải tham gia những trò chơi chết chóc để có thể gia hạn thêm ngày sống. Đó là nội dung cơ bản của bộ manga này. Vậy thì đến với câu hỏi đầu tiên là thế giới này được vận hành như thế nào? Mở đầu, tác giả đã giới thiệu cho ta một hội chứng có tên là hội chứng Peter Pan. Đây là một hội chứng nói về những người muốn thoát ra khỏi những khuôn khổ thường lệ nhàm chán, từ chối cái gọi là trưởng thành để lớn lên và mãi thu mình lại, luôn muốn vui tươi và tận hưởng cuộc sống. Họ không quan tâm bất kỳ điều gì, làm gì, đi đâu đều không quan trọng với họ. Điều họ muốn đơn giản là được giải phóng chính mình, làm điều mình muốn mà không bị ràng buộc thứ gì. Và đó là cách để có thể đến được thế giới không lối thoát này. Ta có thể thấy, hầu như tất cả nhân vật trong Alice in Borderland đều không phải là người bình thường, mà đều là những người mang một tâm lý bất ổn, không được đón nhận bởi xã hội, hay đơn giản là bị coi khác thường. Có thể đó là một người chuyển giới, muốn trốn chạy khỏi gia đình của mình, hay đơn giản chỉ là người thất bại, luôn bị so sánh với sự thành công của đứa em mình là Arisu. Những người được vận chuyển đến đây sẽ được chia làm hai phe chính, đó là các dealer, tức người chia bài, và các player hay người chơi bài. Các dealer sẽ được dẫn dắt và nghe theo lệnh bởi những người cấp trên. Có thể đó sẽ là những người điều hành trò chơi này, hay còn được biết đến như người giữ lá bài hình. Hoặc đó cũng có thể là những đấng tối cao, những người nắm lá bài Joker hay người sáng lập trò chơi. Họ sẽ được dạy cho cách điều khiển màn hình, thiết lập trò chơi, dọn dẹp, xử lý tử thi và cả núi thứ khác phải nhớ. Họ có thể giả dạng làm người chơi, miễn là không tiết lộ về sự tồn tại của các dealer. Nếu bị phát hiện giao tiếp với người chơi khác, bao gồm nói miệng, viết chữ, mã mouse hay bất cứ hình thức có thể truyền thông tin ra ngoài thì sẽ lập tức bị trừ khử. Các dealer có thể lập thành nhóm để tổ chức trò chơi và số người chết trong trò đó sẽ tương ứng với số ngày được cấp trong visa. Còn nếu người chơi hoàn thành, họ sẽ chết. Còn với các player, đơn giản họ sẽ phải tham gia các trò chơi do các dealer tổ chức để có thể kiếm thêm được visa. Cuộc đấu này sẽ diễn ra cho tới khi người chơi thu thập đủ các lá bài số hoặc toàn bộ người chơi chết. Nếu các player thu thập đủ lá bài số, thì đó sẽ được coi là sự thất bại của các dealer và toàn bộ người chia bài sẽ game over. Tiếp đó, các player sẽ đấu với những kẻ nắm giữ lá bài hình. Dễ hiểu hơn thì đó là những người điều hành trò chơi, còn được biết đến là những kẻ từng là player. Nếu các player thu thập được toàn bộ lá bài, thì họ sẽ được lựa chọn ở lại và trở thành kẻ điều hành trò chơi, cũng như đại diện cho một lá bài hình, hoặc từ chối để trở về thế giới thực, nhưng không còn ký ức về việc đã xảy ra ở đây. Đó chính là cách điều hành về trò chơi này. Nhưng với bản thân tớ có một câu hỏi là, nếu các dealer, tức người chia bài thắng, thì điều gì sẽ xảy ra? Theo tớ, sau khi toàn bộ player chết, các dealer sẽ phải tổ chức ra trò chơi, mà lần này, người tham gia sẽ là những người điều hành, hay được hiểu dễ hơn là những kẻ giữ lá bài hình. Và nếu các dealer thắng, thì phần thưởng sẽ được giữ nguyên là ở lại và trở thành kẻ điều hành hoặc trở về thế giới thực. Tức là người điều hành trò chơi sẽ có thể vừa làm người chơi cũng như người tổ chức cho vòng thứ hai, tùy thuộc vào việc phe nào thắng. Câu hỏi tiếp là số người tham gia trò này là bao nhiêu và họ sẽ được dịch chuyển tới theo từng đợt hay một lần dịch chuyển tới hết tất cả. Theo bản manga, đội Arisu sau khi được dịch chuyển tới, họ đã được Shibuki chỉ dẫn luật cũng như cách để sống sót, cũng như làm sao để hoàn thành trò chơi. Như khẳng định rằng, người chơi sẽ được dịch chuyển tới một thời gian bất kỳ mà không theo một quy luật nhất định. Điều đó càng được khẳng định khi trò chơi thứ hai của Arisu bắt đầu. Chichiya nói rằng người ra trò chơi lần này ở trình độ khá đấy nhỉ. Nó như ngầm khẳng định rằng Chichiya đã gặp được vô số player khác, người mà mới được chuyển tới và bỡ ngỡ với mọi thứ diễn ra về luật chơi hay cách chơi. Ở cuối trang manga, khi mà ta biết được tất cả chỉ là một cơn mơ và sự thật là đã có một thiên thạch rơi xuống, ở đây họ đã thông báo rằng có tất cả 2.000 người chết và hơn 25.000 người bị thương. Điều đặc biệt là số người chết và số người bị thương đều là những người tham gia trong Alice in Borderland. Nên có thể nói, người thắng trò chơi sẽ được coi là thắng và được sống, còn người thua sẽ được chỉ định là người chết ở trong vụ thiên thạch đó. Hoặc đơn giản tất cả chỉ là cơn mơ và mọi người tưởng tượng ra ở giây phút mà họ bị bất tỉnh do vụ thiên thạch gây ra.
Theo tớ, thời gian ở đây và ở trong thế giới Alice in Borderland sẽ khác nhau. Ví dụ, thời gian ở thế giới thực là 2 ngày từ khi vụ thiên thạch nổ tung trong bầu khí quyển, thì nó sẽ được tương ứng với nhiều tuần, tháng, thậm chí là năm ở thế giới Alice in Borderland. Người được đưa đến nhanh hay chậm tùy thuộc vào vị trí và khoảng cách với vụ xảy ra thiên thạch, cũng như thời gian mà họ bất tỉnh hoặc gần như chết đi. Nếu là vậy thì nó cũng sẽ giải thích được cho việc vì sao số người chết và bị thương ở ngoài đời nhiều như vậy, hay việc người điều hành trò chơi như Katep, dù cùng thế giới mà Arisu sống nhưng lại có thời gian tiếp xúc với trò chơi nhiều hơn Arisu và có thể tiến lên làm người quản lý. Như các cậu đã biết, người điều hành trò chơi là một vị trí đặc biệt chỉ dành cho những người chơi có năng lực vượt bậc để có thể vượt qua và thu thập đủ các lá bài hình, hoặc có thể tạo ra các trò chơi khiến các player game over, cũng như có đủ khả năng để chiến thắng các người điều hành đời trước để có thể có được vị trí hiện tại. Vậy các cậu có bao giờ tò mò rằng họ có quyền lực gì trong tay chưa? Theo như chap 31 và 32, họ có quyền cho các người chơi biết đến sự tồn tại của bọn họ, hay quyền điều hành ai sẽ là người được sống hoặc chết. Ngoài ra, ở trò chơi cuối cùng với quy cơ, hay còn được biết đến là người đã thông báo trò chơi sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai, tiết lộ rằng mình là người đã tổ chức ra trò bảy cơ, thứ khiến Arisu gần như rơi vào tuyệt vọng vì đã mất đi toàn bộ người mà cậu tin tưởng cũng như thân thiết. Nó như nói rằng họ vẫn có quyền tổ chức ra trò chơi ở vòng 1 nếu muốn, mà không nhất thiết chỉ có các dealer mới được tạo ra. Họ chính bản thân họ sẽ đóng giả làm người chơi để tìm thêm sự thú vị cho chính bản thân mình như quy cơ hay Kazo. Họ đã trà trộn vào làm những người đứng đầu ở bãi biển. Ngoài ra, ở trò chơi 10 cơ, các dealer đã được nhận chỉ thị là phải tổ chức ra một trò chơi quy mô lớn là bãi biển. Tức để dễ hiểu hơn thì các dealer sẽ phải tuân theo mệnh lệnh từ những người điều hành, như tổ chức trò chơi như nào, thiết lập sân chơi cho các người điều hành ở vòng 2, hay thay mặt họ thông báo xuống các player. Vì quyền lực tối cao gần như tuyệt đối ấy, nên có lẽ một số người chơi đã chọn ở lại thay vì quay lại thế giới cũ và đối mặt với hội chứng Peter Pan của họ mà tôi đã nói ở đầu video. Mà nếu các cậu có để ý thì vẫn còn thiếu gì đó trong việc sở hữu những lá bài. Đúng vậy, đó là Joker. Lá bài thường đi kèm theo các bộ bài, cũng như xuất hiện ở một số trò chơi ở phương Tây. Joker thường tượng trưng cho quyền lực tối cao, có thể thay đổi cục diện ván bài trong nhiều trò chơi ở casino. Ở đây cũng vậy, lá gã hề này lần đầu được xuất hiện ở cuối chap 63. Khi mà toàn bộ trò chơi đã được hoàn thành, ông hiện ra và hỏi Arisu rằng trông hắn như một vị thần hay là trông như một con quỷ. Như ta có thể thấy, Joker là người có thể kiểm soát tất cả sinh mạng trong thế giới không lối thoát, hay dễ hiểu hơn là cấp trên của những người nắm giữ lá bài hình, kẻ điều hành. Có lẽ sự xuất hiện của Joker là hiện diện của luật lệ, mọi người đều phải tuân theo luật, nếu không sẽ bị trừ khử, vì một trò chơi luôn có một sự ổn định một mức nào đó. Lý do mà ông xuất hiện, cũng như tại sao chỉ với Arisu vẫn chưa được xác định. Nhưng theo tớ, Joker đã quá mệt mỏi vì vị trí mà hắn đang nắm giữ nên muốn trao nó lại cho Arisu. Nếu các cậu để ý, hắn có phần nào đó giống với Arisu, như việc hắn không biết điều mà mình muốn là gì hay việc bản thân là ai. Nó như nhắc cho Arisu về quá khứ của mình, từ bỏ tất cả mọi thứ vì không còn mục đích để tham gia trò chơi. Thêm nữa, là Joker còn tượng trưng cho sự khờ dại, liều lĩnh, nên chỉ có những kẻ như vậy mới có thể nắm giữ lá bài này. Nó là một chi tiết để gợi lại ở trò Katep rằng cậu đã ra quyết định liều lĩnh để tổng tiến công base của đội địch, nên có thể hắn đã xuất hiện nhằm thử Arisu, cũng như muốn cậu ấy nói cho mình biết quan điểm của mình về việc quyền lực và trách nhiệm mà lá Joker có. Nhưng có lẽ đáp án của Arisu đã nhìn thấu tất cả, cũng như cho thấy lòng kiên định của cậu, nên Joker đã không nói gì thêm nữa và cho Arisu và bạn cậu có thể trở về với thế giới thực. Ngoài ra, ở trong đoạn hội thoại giữa hai người, ta cũng biết thêm rằng Joker vẫn chỉ là một quân cờ bị điều khiển bởi người sáng lập ra trò chơi này. Ngoài ra còn nhiều chi tiết thú vị như các người chơi có thể giữ lại vật phẩm cho các trò chơi đó có sót lại như súng và dao, hoặc nơi trò chơi tổ chức là nơi duy nhất có điện, hay việc sẽ có những trò chơi khác nhau phụ thuộc vào chất của lá bài, cũng như độ khó của nó ngay được nâng cao theo số trên lá bài. Nói chung đây là một bộ manga khá thú vị và chỉn chu mà các cậu nên đọc. Đó cũng là lý do mà nó có một phần chuyển thể movie cực kỳ thành công. Còn bây giờ thì Wayne Sweet out.